kho tiêu nha. Thì chị bỏ vô chị làm cho nó săn lại á. Sau khi nó nóng một chút thì chị bỏ nước mắm. Nước mắm này thì chị nấu với đường sẵn rồi, cho nên là chị chỉ việc bỏ vô thôi. Chị đã nêm nếm sẵn rồi. Chị ăn không có ngũ vị tân cho nên chỉ nấu cá với nước mắm vậy thôi. Bây giờ bỏ vô thêm miếng ớt nữa là xong. Cay quá, nãy cắt ớt hơi hơi nhiều chút. Cá này thì chị mua cái gì cũng sẵn hết, cá cũng mua sẵn, có điều nước mắm thì chị pha sẵn để mỗi lần mà kho chay thì bỏ vô thôi, không có phải tốn thời gian quá nhiều. Ta một lần một hũ. Rồi sôi lên được một chút vậy là giờ tắt bếp là xong. Có một món cá kho chay rất là ngon. Bây giờ tắt bếp là xong rồi ha. Xong một món xào này nữa nè. Nãy là
chị phải cầm hai cái để mà chặn lên á. Ở phần này chị đâu không có quay được cái tàu, mà cái này là ngắm tàu với bắp cải, cũng không có dùng để tự tâm. Chị bỏ một chút xíu bột nêm ăn rất là ngọt, không bỏ đường. Ha ha ha,